vừa đó anh tới đây à? Thật ra tức giận lắm. Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với cô giáo đã sợ mọi người nhé. Let's go nào. Cô giáo mở cửa ra. Mà gió rất là lớn. Mau đóng cửa và đi cô giáo ơi. Cảm lạnh bây giờ. Ok, chúng ta đang rất là lạnh nhé. Đấy, một mình một like và một subscribe để quý nóng hơn nha. Thì mình sẽ đi vào và tặng cô giáo chơi theo này. Cô giáo vừa gặp mình đã ăn bánh kem. Sẽ lấy lọ trắng ra rồi nha. Chúng ta sẽ đi bỏ vào quần áo của cô giáo nhé. This weather calls for a jacket. Cô giáo lên, chúng ta sẽ tặng cho cô giáo một chiếc bánh kem đấy nha. Bẫy đấy xem là cô giáo có bị mắc bẫy không nào. Ồ, cô giáo ta không mắc bẫy luôn. Wow, xin lỗi tìm vị bắt rồi. Mày có mà được. Giờ người ta đã mặc chiếc áo à. Oh, I'm ready to conquer this cold now. Wait, what is this? Mình đã phá đường nước lại rồi nha. Người ta bị ngứa rồi. Mặt của giáo vẫn dính đầy lên kem. Mọi người thấy video của mình thì hay thì hãy cho mình một like và một subscribe rồi nha. À, của giáo, của giáo đang đi tắm. Ok, mình xem như thế nào. Chúng ta đã ngắt bình nước nóng. Bây giờ chỉ còn nước lạnh thôi. Thoải mái quá. That little rat. Vừa ra được cảm rồi. Okay, chúng ta đến với phần tiếp theo rồi nha. Okay. Ah, cô giáo trượt ra. Here we go. Wow. I'm a natural at this. Wow, very good. Oh. Chúng ta trượt ván cô giáo thật tốt nhưng ạ. Ah, cô giáo ra đây à. Chưa là gì của đó đã tới đây à? Được không?
Thật ra tức giận lắm. Đó là gì được mình cả. Ok, giờ thì đến này nha. Đó là sao lại đuổi rồi. Để tốc độ như thế này. Để tốc độ như này đuổi mình khuya lắm. Ok, thì chúng ta đã có một trận bắn trượt đấy nhá. Chúng ta sẽ xuống dưới bếp để lấy một cuộn bọc thực phẩm nhá. Ok, đây, chút nữa chúng ta sẽ bọc cái dáng như bọc thực phẩm vậy. Còn một cục màu xanh nữa đây. Chúng ta chỉ lấy cục màu trắng thôi nha. Đây chúng ta sẽ lấy thêm một chai dầu này. Wow, phía béo ngoan. Bây giờ chúng ta đi xuống. Sure, you'll never bother me again. Giờ lại muốn ăn bánh kem à? Giờ ăn bánh kem thơm. Thôi. Giờ lại chạy xuống không? Xem chiếc bẫy này sẽ như thế nào mọi người. Oh, you know I can't resist you. Okay, here we go. What? Giờ đã bị ăn bọc thực phẩm giá lại. Stupid brats. You'll all pay. Ok, và video này cũng kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mọi người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo nha.